Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì mọi người thấy cái cây em đang cầm trên tay không ạ? Thì hẳn thì một số các bạn cũng đã biết thì cây em đang cầm trên tay đây nó có tên là cây hồng ngân. Thì cây hồng ngân được biết đến là đối loại cây mang ý nghĩa về mặt trang trí cũng như nó luôn được có sự ưu ái đối với các tín đồ mê cây cảnh phong thủy. Không chỉ về hình dạng, màu sắc mà nó còn đem lại sự thoải mái cho người trồng. Màu sắc nó còn đem lại cái không gian xanh mát này. Chắc chắn những người đam mê cây cảnh thì sẽ không thể bỏ qua được loại cây này. Thì mọi người hãy cùng cùng em cùng theo dõi clip sau đây để biết thêm về loại cây này nha. Thì cây hồng ngân nó có chiều cao trung bình từ khoảng 20 cho đến 30 cm. Thì đây là một loại cây mang màu sắc đặc lạ với sự mít ba màu sắc, nó là màu hồng, màu trắng và màu xanh, là thể loại thể hiện đặc trưng của loài cây này, khiến cây trở nên hút mắt hơn đối với người nhìn. Mọi người có thể thấy cây ở giữa nó là một màu hồng nhạt rất là đẹp, còn về màu xanh này, còn mặt dưới nó hầu như là nổi các đường gân trắng, mặt trên cũng như thế. Thì cây hồng ngân nó là một loại cây thân thảo thuộc họ đáy, gồm hai màu chủ đạo đó là màu xanh và hồng, đặc biệt là thân cây màu trắng cực kỳ bắt mắt. Đây mọi người thấy rõ đúng không, thân cây hầu như là màu trắng bạc hết. Còn lá cây thì vươn dài ở hai đầu, nhọn nhọn thì màu rục này, màu có màu xanh đậm ở dưới rìa mép, màu xanh đậm đây và nhà dần ở phía trung tâm lá, còn mặt dưới của lá có màu trắng pha hồng xinh xinh. Còn gân chính và các gân phụ nổi bật này đều là màu hồng tươi, những gân trắng được điểm trên những chiếc lá là để tạo nên các sự bắt mắt và sức hút cho cây. Còn bông của loài cây này thì nó giống các loài cây trong chi vạn niên thanh nha. Về lợi ích của loài cây này ấy, thì khả năng lọc không khí của cây hồng ngân rất là đặc biệt, nó có thể làm sạch bụi bẩn thải ra từ các máy điều hòa, tủ lạnh, các thiết bị điện tử, máy tính này, nó chống bức xạ máy tính nữa, giúp cho con người có không gian trong lành nhất có thể. Ngoài ra trồng cây này còn giúp cho mọi người thư giãn đầu óc, và sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, màu sắc của loài cây này thì có khả năng sáng tạo trong lúc làm việc của người trồng. Còn khi trồng hồng ngân làm cánh ấy, thì chắc chắn cũng đem đến những công việc phong thủy và các sự may mắn của cây. Thì cây bên em đã ra hoa rồi đây, bông của nó hầu như là màu trắng tinh, nhìn rất là đẹp. Cây này thì cũng chăm sóc rất là dễ và trồng cây này thì cũng không có khó. Thì hồng ngân được biết đến là một loài cây lựa chọn để bàn là chủ yếu, nên hầu hết thì cách trồng của loài cây này rất là được nhiều người yêu thích ý. Về đất trồng ý, thì cây trồng trong chậu thì dùng loại đất có đủ chất dinh dưỡng, độ ẩm đất vừa phải. Hồng ngân không kén đất trong không có thể thêm mùi cho trấu và sơ dừa để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây. Thì mọi người nên thường xuyên kiểm tra độ ẩm của loại cây này, nên có thể thêm một chút sỏi trắng ống rải trên bề mặt đất để giữ được độ ẩm lâu hơn. Còn về lượng nước ấy, thì con người thường có 70% âm cơ thể là nước, thì nhu cầu của cây về nước cũng rất là cao. Việc mọi người nên thường xuyên chăm sóc bằng việc tưới nước là rất là cần thiết nha. Cây này cũng nên tưới nước hàng ngày, mỗi ngày tưới nước khoảng một lần là đủ rồi. Còn thời gian tưới cây thì nên giãn ra thì cây có thể hấp thụ nhanh hơn. Về ánh sáng ấy, thì bất kỳ giống cây nào cũng cần ánh sáng để quang hợp và để phát triển chiều cao. Thì phát triển chiều cao và độ trung bình của cây thì đối với cây hồng ngân ấy, cây này rất là dễ chăm sóc, chỉ cần cho cây tiếp xúc ánh sáng từ 2 đến 3 giờ. Người trồng cũng có thể đặt cây ở gần các cửa sổ, cửa kính để cho cây hấp thụ ánh sáng để cây có thể quang hợp được và phát triển được cây tốt nhất.
Còn về cách chăm sóc và nhân giống cây này ý, thì hồng ngân là một loại cây tương đối dễ chịu nên là về cách chăm sóc cũng cực kỳ đơn giản và tiện lợi. Về cách chăm sóc thì cây chủ yếu phát triển về phần lá, nó lại có khả năng thanh lọc bụi bẩn nên thường xuyên được sử dụng thường xuyên sử dụng khăn mỏng này, các loại rễ mềm để lau chùi những chiếc lá để đảm bảo vệ sinh và làm cho lá được sạch nha. Chế độ tưới nước đều đặn này, không được tưới quá nhiều chỉ có tình trạng thì cây dễ bị ngập úng và thối rễ. Còn về nhân giống loại cây này thì những người trồng cây khi nhân giống họ thường có nhu cầu ở nhân giống để phát triển giống cây cũng như thỏa mãn đam mê nuôi trồng của mình, nhất là đối với những người đầy đam mê cây cảnh thì việc nhân giống giờ đây đã trở nên rất là đơn giản, chỉ cần tách nhánh cây là có thể trồng thêm một cây mới. Các cây non thì phát triển mạnh như cây mẹ bình thường nếu mà mọi người chọn được cái cây mẹ để khỏe để chiết ra những cái nhánh nhỏ để cấy thì cây sẽ phát triển rất là tốt. Còn về mặt ý nghĩa phong thủy của loài cây này thì cây thủy ngân, cây hồng ngân này thì được trồng như một loài cây để trang trí trong môi trường văn phòng, được đặt trên các bàn làm việc. Nhờ vào màu sắc xanh kết hợp với hồng và trắng thì nó sẽ trở thành một điểm nhấn cho cái bàn làm việc của bạn. Còn cây này thì phù hợp với những người mệnh hỏa bởi vì mang ý nghĩa đổi vận, xua đuổi vận xấu này, khai thông tư tưởng, tiền tài và mang đến nhiều may mắn cho gia chủ. Còn những người trồng cây mong ước được may mắn, công việc càng phát đạt, sức khỏe, bình an giống như sức sống mãnh liệt mà cây mang lại nha. Về vị trí đặt cây thì cây này có nét hình dáng riêng biệt thì không giống với những loại cây khác, từ cây cho đến lá thì hay cả những đường nét cân thì lá cũng cũng có những cấu tạo không hề giống nhau nên là vị trí đặt cây đây cũng rất là khác biệt. Nếu mà chọn trồng cây để trên bàn thì nên chọn những loại cây có thân nhỏ gọn nha, không quá lớn và cũng không quá bé để vừa cho độ phát triển của cây. Còn đối với những cây lớn hơn ý, thì đặt ở những vị trí có không gian ăn rộng hơn, vị trí lễ tân, góc phòng, xuất sản thì nên chọn những cây có trọng lớn hơn, cân đối phù hợp với cái thân cây. Ngoài không gian làm việc đối với những đồ mê cây cảnh, đặt cây ở vị trí nổi bật cũng là cách để nhận được nhiều sự chú ý hơn. Còn gia chủ có thể mua loại cây khác nhau như là thêm ở chậu sừng trắng này, chậu nhựa màu đất và để trồng cây để thêm phần đặc biệt cho cây. Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều chỗ bán được cái cây hồng ngân với giá dao động từ khoảng 100 cho đến khoảng 300 ngàn, tùy thuộc vào kiểu dáng và chiều cao của cây thì đa dạng về kích thước, phù hợp với mọi người thì mọi người có thể chọn cho mình một cái cây phù hợp để đem về nhà trang trí phòng khách, phòng để trang trí phòng khách, quán cà phê, văn phòng và làm việc. Thì cây này rất là có nhiều ý nghĩa đặc biệt và màu sắc lạ mắt, rất khác biệt nha, nên mọi người hãy muốn tham khảo ấy thì hãy đến showroom cây đời để có thể xem cây và cũng có thể mua được cây này ở ngay tại shop em. Thì địa chỉ em lại để ở góc trái màn hình thì mọi người có thể thông qua đó mà liên hệ trực tiếp để em có thể tư vấn hoặc là đến trực tiếp showroom để có thể xem cây rất là đẹp mọi người ạ. Trên đây là tất cả những cái mà giới thiệu sơ qua về hiểu biết cách chăm sóc và ý nghĩa vị trí đặt cây của loài cây này. Thì mọi người cũng đã biết được nhiều thêm về loài cây này. Thích thì hãy đến giúp em nha. Bye bye mọi người.